Chào các bạn, hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một điều thú vị về loài chim chào mào, một loài chim rất quen thuộc với chúng ta. Có lẽ nhiều người trong chúng ta đã từng nghe thấy tiếng hót líu lo của chúng, hay thậm chí đã thấy chúng bay lượn trong công viên hay khu vườn gần nhà. Nhưng bạn có biết rằng, chim chào mào không chỉ đơn thuần là những chú chim xinh đẹp với bộ lông rực rỡ mà còn là những nghệ sĩ xây tổ rất tài ba không? Hãy cùng mình khám phá cách mà chúng xây tổ và sinh sản nhé! Đầu tiên, chim chào mào thường chọn những nơi yên tĩnh và an toàn để xây tổ. Chúng thích những cây cao, có tán lá rậm rạp để có thể che chở cho tổ của mình khỏi những kẻ thù như rắn, mèo hay các loài chim ăn thịt khác. Khi đã tìm được vị trí lý tưởng, chim chào mào bắt đầu công cuộc xây dựng tổ. Chúng sử dụng những vật liệu rất đa dạng, từ cành cây nhỏ, lá khô cho đến rêu và thậm chí là cả những sợi dây thừng mà chúng tìm thấy. Điều này thật sự thú vị phải không nào? Mỗi tổ chim đều mang dấu ấn riêng của chủ nhân nó. Quá trình xây dựng tổ thường diễn ra trong vài tuần. Chim chào mào cái sẽ là người đảm nhận phần lớn công việc này, trong khi chim chào mào đực thường chỉ đứng canh gác, bảo vệ tổ khỏi những nguy hiểm. Thật đáng yêu khi nghĩ đến hình ảnh chú chim đực đứng ở gần đó, sẵn sàng bảo vệ người bạn đời của mình và tổ ấm của họ. Khi tổ đã hoàn tất, chim chào mào cái sẽ bắt đầu đẻ trứng. Thường thì mỗi lần đẻ, chúng sẽ đẻ từ 2 đến 5 trứng, và trứng của chúng có màu xanh nhạt với những đốm nâu. Sau khoảng 12 đến 14 ngày ấp trứng, những chú chim non sẽ chui ra khỏi vỏ trứng. Đây là một khoảnh khắc tuyệt vời, không chỉ với chim mẹ mà còn với cả những ai yêu thích thiên nhiên. Chim mẹ sẽ chăm sóc cho những chú chim non bằng cách mang thức ăn về tổ, thường là sâu bọ, côn trùng và cả những loại quả nhỏ. Bạn có thể tưởng tượng cảnh tượng chim mẹ bay đi bay lại, mang thức ăn về cho các con, thật sự rất cảm động và đầy tình thương. Khi những chú chim non lớn lên, chúng sẽ bắt đầu học bay và rời tổ. Thời điểm này thật sự quan trọng, vì đây là lúc mà chúng học cách tự lập và tìm kiếm thức ăn cho bản thân. Chim chào mào thường rất giỏi trong việc này, và chúng sẽ không gặp quá nhiều khó khăn để thích nghi với cuộc sống bên ngoài. Sau khi rời tổ, chúng sẽ sống độc lập một thời gian trước khi tìm kiếm bạn đời và bắt đầu chu kỳ sinh sản tiếp theo. Vậy đó, các bạn thấy không? Chim chào mào không chỉ là những chú chim xinh đẹp mà còn là những nhà xây tổ tài ba và những bậc phụ huynh tận tụy. Hy vọng rằng qua đoạn chia sẻ này, các bạn sẽ có thêm nhiều thông tin thú vị về loài chim này và có thể nhìn chúng với một ánh mắt khác. Nếu bạn yêu thích thiên nhiên và các loài động vật, hãy theo dõi những video tiếp theo của mình để cùng khám phá thêm nhiều điều kỳ diệu khác nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.